buổi trưa ngày hôm nay. Một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chúc mừng ạ. Các bạn vỗ tay thật lớn đi quý vị ơi, vì niềm hạnh phúc của đôi bạn trẻ và cũng là vì niềm hạnh phúc của chúng ta có mặt trong hội trường cưới này. Và một nữa xin được trình bày của vị đại diện gia đình, xin đỡ lại cho cô dâu chú rể. Xin trân trọng kính mời toàn thể hôn chiều chúng ta sẽ cùng uống nước với thuốc và cùng uống bè ban tổ chức một lòng tham dự buổi liên hoan văn nghệ. Chúc mừng ngày vui phúc cho cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, và bây giờ thì những nghi lễ quan trọng, những nghi lễ thiêng liêng của buổi lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ Minh Chiến và Hiền Lương xin chính thức được bắt đầu. Kính thưa toàn thể quý vị, không biết từ bao giờ, từ rất lâu rồi, khi người ta yêu nhau, người ta gửi niềm chọn niềm tin ở nhau, họ thường có những kỷ vật để trao nhau. Vâng, quý vị đã thường biết, chỉ một chùm hoa bưởi trong chiếc khăn tay đã gửi chọn tình yêu của cô gái nơi làng quê với anh lính trước khi lên đường. Vâng, một chiếc áo sứt chì đường tà vứt vắt trên cành hoa sen cũng là sợi dây để gắn kết những đôi bạn trẻ nơi làng quê với nhau. Vâng, đôi bạn trẻ Minh Chiến và Hiền Lương của chúng ta cũng vậy, họ đã gặp nhau, họ đã gửi chọn niềm tin ở nhau. Và hôm nay, trong giây phút hạnh phúc này, họ cũng có kỷ vật để trao nhau. Kỷ vật không mang nặng về giá trị vật chất, nhưng đó là giá trị tinh thần vô bờ bến. Đó là cặp nhẫn cưới, kỷ vật thiêng liêng, kỷ vật của niềm tin họ dành cho nhau suốt cuộc đời này. Xin mời cô dâu và chú rể, chúng ta hãy hướng mặt vào nhau và trao cho nhau vòng nhẫn cưới yêu thương. Vâng, đúng thật là anh nghèo nên chẳng nhẫn kim cương, anh chỉ tặng em nhẫn cưới thường. Vâng, và bây giờ xin chào quý mời cô dâu chú rể, họ sẽ cùng nhau trao nhẫn cưới cho nhau ạ. Chú rể trao nhẫn cho cô dâu ạ. Quý vị anh chị và bạn đang chứng kiến những giây phút tình yêu cao đẹp nhất, hạnh phúc nhất của cô dâu chú rể đang được diễn ra trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó là họ đang cùng nhau trao nhẫn cưới cho nhau. Một tràng vỗ tay lồng nhiệt nhất để chúc mừng đây quý vị ơi. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và đây như chúng tôi đã giới thiệu, đó là kỷ vật thiêng liêng, kỷ vật đánh dấu niềm tin trọn đời mà hai bạn dành cho nhau. Vì vậy, tôi cũng muốn trong giây phút này, trong khoảnh khắc này, có một hình ảnh vô cùng đẹp để ghi lại cho hai bạn trong cuộc đời bước lên xây dựng hạnh phúc trăm năm. Xin mời hai bạn quay mặt vào nhau ạ. Và vừa rồi thì cô chú rể đã trao kỷ vật thiêng liêng vào đôi bàn tay xinh xắn của cô dâu. Để làm bằng chứng cho niềm tin này, xin mời chú rể hãy nâng đôi bàn tay mà nơi anh vừa trao nhẫn vào lên ạ. Thật đẹp vào, hướng mặt ra phía kia để cho quý vị có thể là chụp được những khoảnh khắc đẹp nhất. Và từ từ chú rể hãy đặt một nụ hôn thật nồng thắm vào kỷ vật mà bạn vừa trao trên tay của cô dâu để làm bằng chứng. Để cho toàn thể quý vị và các bạn chúng ta luôn luôn ghi nhớ giây phút này và cổ vũ cho hai bạn trong con đường xây dựng hạnh phúc tương lai. Đúng không quý vị? Hãy cổ vũ cho cô dâu và chú rể chúng ta bằng một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Vâng, xin mời chú rể. Một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chúc mừng ạ. Vâng, quý chị và các bạn kính mến, ngoài cổng có đài truyền lễ thành hôn, bắt buộc khi chú rể cô dâu trao nhẫn cưới xong, chú rể sẽ phải trao cho cô dâu một nụ hôn bỏng cháy nhất và trúng vào môi người vợ yêu quý của mình. Nụ hôn chuyển từ tình bạn, tình yêu sang tình vợ chồng. Vâng, trước ống kính của đài truyền hình thị xã Chí Linh, chúng ta sẽ ghi lại khoảng khắc tuyệt vời nhất của ngày hôm nay. Yêu cầu cô dâu chú rể quay mặt vào nhau. Và quý vị nên nhớ là chúng tôi vừa cập nhật được xong một bản thông báo của hội quy chuẩn tình yêu quốc tế. Nụ hôn của 2017 là nụ hôn phải kéo dài 60 giây. Vì vậy 59 giây rưỡi chúng ta sẽ phải làm lại đấy ạ. Vì vậy quý vị và các bạn chúng ta ở dưới hãy theo dõi cho tôi nhá. Đủ 60 giây. Vâng, và ngay bây giờ xin trân trọng kính mời chú rể sẽ đặt tay lên chỗ nào mềm nhất của cô dâu. Chỗ đấy bóp cho nó có mềm không ạ? Và xin mời hai bạn hãy hướng mắt ra toàn thể quý vị và các bạn rất mong ngóng được nhìn ngắm dung nhan của quý vị, của hai bạn ở dưới kia ạ. Tiếp theo cô dâu sẽ đặt tay lên chỗ nào cứng nhất của chú rể. Đồ này rất chuyên nghiệp ạ. Vâng, trước khi đến với nụ hôn này xin được phỏng vấn chú rể. Chú rể hôn cô dâu nhiều chưa ạ? Chú rể à, vừa bị rồi ạ. Thằng nào chuyên nghiệp thật. Nhưng mà không biết ở đâu không biết, như hôm nay này cô bác anh chị và bạn chứng kiến họ hôn nhau trực tiếp mà rất là hiếm ạ. Đề nghị tất cả các cháu bé chúng ta nhắm mắt lại, tránh tình trạng là bị phê.
nhắm mắt lại. Và các bạn trẻ, nam nữ thanh niên, chúng ta có điện thoại di động, kể cả điện thoại 1200 cũng bỏ ra quay chụp và lưu vào danh bạ của mình trong ngày hôm nay. Chú rể nên nhớ là hôn ở môi, hôn vào chán không được mà hôn ở má cũng không được. Quý vị đến với tôi ạ. 5, 4, 3, 2, 1. Hôn. Một tràng vào tay lòng nhiệt nhất để chúc mừng. Một nụ hôn rất là ngọt ngào và nằm đắng mà chú rể đã dành dành cho cô dâu trong ngày hôm nay. Và cũng xin cảm ơn bạn cổ vũ bắn pháo và nhiệt tình quá. Nổ bung mất rồi, vâng. Về chú rể ra đây. Đó cũng là thể hiện một nụ hôn rất là nồng cháy đúng không ạ? Vâng, một lần nữa xin được truyền lời của vị đại diện gia đình sẽ đã lại cho cô dâu chú rể. Xin chân thành cảm ơn sự có mặt của toàn thể quý vị, anh chị và bạn. Và hãy uống nước có thuốc cùng hướng về ban tổ chức. Một năm tham dự buổi liên hoan văn nghệ. Chúc mừng ngày hạnh phúc cho cô dâu chú rể được diễn ra trong buổi chiều hôm nay. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị. Vui chi hơn khi trai khôn dựng vợ, sướng chi hơn khi gái lớn gả chồng. Sớm mong có cháu để bồng, hân hoan đón tuổi làm ông làm bà. Đó là những điều mong mỏi vô cùng lớn lao của những bậc làm cha làm mẹ, những đấng sinh thành ra cô dâu và chú rể, sinh con ra, nuôi con lớn và trông ngóng ngày hạnh phúc như hôm nay. Và sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời hai bác đại diện cho hai họ có đôi lời phát biểu căn dặn đôi bạn trẻ và gửi tới toàn thể quý vị có mặt trong hội trường trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời hai bác. Vâng, xin trọng kính mời một bác đại biểu đại diện cho họ nhà gái và đồng thời xin trọng kính mời một bác đại biểu đại diện cho họ nhà trai. Xin trọng kính mời hai bác cùng bước lên sân khấu và cùng chứng kiến cô dâu chú rể làm những thủ tục ghi lễ rót rượu mời rượu. Và hai bác cũng có đôi lời phát biểu căn dặn, xin trân trọng kính mời. Vâng, đúng thật là công cha như núi Thái Sơn, như mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ngày xưa hai họ còn xa, giờ đây hai họ cùng chung một nhà, cùng nhau chúc bác nhịp cầu, chúc bạn trẻ chung câu ân tình. Cô dâu chú rể đứng dậy ạ. Xin mời bác đại diện cho nhà gái, xin mời bác đứng cạnh bên đứng phía con dâu ạ. Và xin mời bác đại diện cho nhà trai, xin bác đứng cạnh bên chú rể ạ. Và sau đây xin chào kính mời cô dâu chú rể sẽ khui chai champagne đầu tiên và cùng nhau tay trong tay rót tràn đầy lên những dòng tháp ly hạnh phúc nhất của mình trong ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Xin mời cô chú rể đứng sát lại với cô dâu nữa đi ạ. Cháu mời bác đứng sát lại với chú rể. Đề nghị chú rể hồi hộp quá chưa bỏ tắt nút rồi kìa. Sắp mạnh trong đẩy tay. Quý vị ơi, dành cho chú rể một tràng vỗ tay nồng nhiệt nhất này của vũ ạ. Vâng, lần đầu tiên mở rượu đó mà rất rộn rã. Vâng, cô dâu chú rể sẽ tay trong tay nâng cao chai rượu và rót lên những dòng tháp ly của mình. Vâng, đúng thật là tình anh như sóng dâng cao, tình em như giải ngọn đào tầm hương. Nhà trai bên ấy tâm thương, nhà gái bên ấy vấn vương duyên mình. Hoa hồng đẹp bởi màu hồng, con gái đẹp bởi tấm lòng thủy chung. Quý vị, anh chị và bạn đang chứng kiến những giây phút tình yêu cao đẹp nhất, hạnh phúc nhất của cô dâu chú rể đang được diễn ra trong buổi chiều nay. Đó là họ đang cùng nhau tay trong tay rót tràn đầy lên những dòng tháp ly hạnh phúc nhất của mình trong ngày hôm nay. Và chai tiếp theo cô dâu chú rể sẽ cùng vui ra và rót vào 4 ly ở trên bàn. Phần còn lại sẽ lại rót tiếp lên những dòng tháp ly. Một lần nữa mong mọi người hết sức đồng cảm và hãy trao cho nhau những tình cảm thân thương nhất, hòa chung với không khí vui tươi để chúc mừng ngày hạnh phúc chúng tôi chú rể. Xin trân trọng kính mời. Suốt đời để say rượu được ví như nước và mặt ngọt, nước được tượng trưng cho hạnh phúc mai sau. Để tỏ lòng kính hiếu của hai bên cha mẹ, cô dâu sẽ nâng ly rượu đầu tiên, mời bác đại biểu đại diện cho nhà trai. Dạ vâng,
đúng là ly đầu anh dành phần cha, còn em phần mẹ để tỏ lòng hiếu trung. Xin mời cô dâu và chú rể. Không ạ, xin mời cô dâu hãy kính bác đại diện cho nhà trai ly rượu. Và bây giờ xin mời chú rể hãy kính bác đại diện cho họ nhà gái ly rượu, tỏ lòng hiếu trung của mình ạ. Còn hai ly rượu, cô dâu chú rể sẽ leo lên và quay mặt vào nhau ạ. Cô dâu chú rể sẽ lùi về phía sau một bước. Hai bác đại diện cho hai bên ông già cùng bước lên trên một bước ạ. Giơ ly về phía trước. Hai bác giơ ly về phía trước, cô dâu chú rể quay mặt vào nhau. Nồng tay vào ạ. Tay nồng tay, vâng, xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy đếm từ 3 đến 1. Cô dâu chú rể cùng với hai bác đại diện cho hai bên ông già uống cạn ly rượu đào, ly rượu tình, ly rượu hiếu. Vâng, và ly rượu hạnh phúc, ly rượu gắn kết tình thông gia thắm thiết giữa hai gia đình. Và kể từ đây, hai gia đình sẽ trồng cây chung, cùng vun đắp cho cây đó để luôn luôn ra hoa thơm trái ngọt. Vâng, và hãy đếm một tôi ạ. 3, 2, 1, go! Vâng, một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để cổ vũ cho hai bạn trẻ cũng như là chúc phúc cho tình thông gia thắm thiết giữa hai gia đình ạ. Vâng, và sau đây xin trân trọng kính mời bác đại biểu đại diện cho nhà gái có lời phát biểu và trao dâu. Xin trân trọng kính mời bác. Kính thưa hồi hôn, cũng được sự nhất trí của ông Toàn và họ gái thì tôi thay mặt, cái thứ nhất là mời các gửi lời đến chúc sức khỏe các cụ, các ông, các bà, bạn bè nam nữ có mặt trong tập cưới ngày hôm nay một sức khỏe chân thành nhất. Thế thì qua thời gian của hai cháu thì biểu các cháu đã kết bạn đời với nhau và hôm nay cũng là ngày đẹp, tháng đẹp, năm đẹp, hai bên gia đình và hai họ và hai chính quyền địa phương tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Tôi cũng xin công bố là giao cháu Lương cho ông bà và cho các cụ họ này cả giai. Ôi cháu thì còn nhỏ, về gia đình làm dâu tuổi thì còn non, có cái gì sơ suất thì mong các cụ chỉ giáo cho cháu. Cũng gửi lời đại diện cho họ nhà gái gửi lời đến hội hôn, mời các cụ, các ông, các bà rơi dầu uống nước và một hạnh phúc cho cả hai cháu. Tôi xin hết. Vâng, một tràng pháo tay lòng nhiệt nhất để cổ vũ ạ. Tiếp theo xin trân trọng kính mời bác đại biểu đại diện cho họ nhà trai có lần phát biểu. Xin trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà cùng quan viên hai họ, kính thưa các bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu, hôm nay tổ chức lễ thành hôn của hai cháu Minh Chiến và Hiền Lương. Trải qua những sự tìm hiểu của hai cháu đến sự thống nhất của gia đình ông Hiệp, bà Luân, ông Toàn, bà Lùa, được chính quyền địa phương chứng kiến cho tổ chức cho hai cháu. Hôm nay gia đình chúng tôi được sự ủy quyền của ông Hiệp, bà Luân, thay mặt cho đại diện họ nhà trai, tôi xin phát biểu những lời như sau. Một, tôi xin từ phút này ông Hiệp, bà Luân sẽ nhìn nhận cháu Minh Hiền Lương là con dâu và cháu dâu họ gia đình chúng tôi. Và tôi xin trao cháu chị Minh Chiến là con rể trong họ ông Toàn và bà Lụa và các cụ trong bên ngoài. Tôi không biết nói gì hơn hết, thay mặt đại diện cho họ nhà trai xin kính chúc các quý các khách mời, các ông, các bà quan viên hai họ, các bạn, anh em cùng các cháu một lời cảm ơn chân thành. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn lời phát biểu của bác đại diện cho họ nhà trai. Kính thưa toàn thể quý vị, theo truyền thống tốt đẹp của Việt Nam chúng ta thì sự công nhận của hai gia đình nó mới là điều quan trọng nhất. Và kể từ khi hai gia đình đã công nhận thì đôi bạn trẻ chính thức trở thành vợ thành chồng. Và bây giờ xin mời hai bác hãy làm thủ tục trao dâu nhận rể. Cháu mời bác đại diện cho họ nhà gái hãy nắm đôi bàn tay của cô dâu
Và xin mời bác đại diện cho họ nhà trai hãy nắm bàn tay của chú rể và gắn kết đôi bạn trẻ lại với nhau ạ. Xin trân trọng mời và đề nghị toàn thể quý vị chúng ta hãy cổ vũ cho hai gia đình, cho đôi bạn trẻ một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Và một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chúc mừng ạ. Vâng, xin chào kính mời hai bác sẽ trở về nhà trong để uống nước ạ. Và tiếp theo xin chào kính mời toàn thể hôn chúng ta sẽ cùng hướng mắt lên lễ đài tình yêu, chứng kiến những giờ phút tình yêu cao đẹp nhất, hạnh phúc nhất, đó là tình cảm của bố mẹ chú rể cũng có món quà cho tặng cho hai con của mình. Cô dâu chú rể cứ đứng đây, từ từ chưa được ngồi đâu. Vâng, xin chào kính mời bố mẹ của chú rể ạ. Vâng, đúng thật là ơn cha mẹ như trời cao biển rộng. Sinh con ra mong con lớn từng ngày, cũng có lúc hoàn loạn, lúc đắng cay, vẫn nâng niu chăm chút như hoa trên cành. Giờ hôm nay nhìn thấy con hạnh phúc, cha mẹ đây toại nguyện nỗi ước mong. Một lần nữa xin chào kính mời bố mẹ của chú rể hãy bước lên sân khấu và chụp chung với hai con những tấm hình kỷ niệm đẹp nhất của ngày hôm nay, và có món quà trao tặng cho hai con của mình. Xin trân trọng kính mời bố của chú rể đâu ạ. Xin trân trọng kính mời bố của chú rể bước lên sân khấu ạ, để chụp chung với hai con những tấm hình kỷ niệm đẹp nhất của ngày hôm nay. Kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt lên sân khấu và chứng kiến những tình cảm thiêng liêng cao đẹp nhất, hạnh phúc nhất của bố mẹ, có món quà cho tặng cho hai con của mình, và cầu chúc cho hai con của mình được trăm năm hạnh phúc. Vâng, đúng thật là mẹ đâu mẹ của riêng anh, mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi. Mẹ tuy không đẻ không nuôi mà em ơn mẹ suốt đời không quên. Cô dâu để hoa xuống bàn ạ. Cô dâu để hoa xuống bàn. Chú rể vén áo khăn lên. Tiếng con đều gọi tên suốt đời là mẹ yêu. Mẹ đừng. Vâng, đúng thật là em về ngõ trúc thêm xanh, hết mây thêm thắm những giò phong lan. Em về cốc ngọt canh ngon, mẹ cha thêm một nàng dâu thảo hiền. Đôi ta như ván đóng thuyền, tình duyên đôi lứa trước sau mặt lòng. Xin mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chúc mừng ạ. Xin mời mẹ hãy ôm con dâu vào lòng như ôm con gái ạ. Quý vị ơi, một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chúc mừng đây. Đó là tất cả những tình cảm thiêng liêng cao quý nhất mà bố mẹ trao tặng cho hai con của mình. Cầu chúc cho hai con của mình được trăm năm hạnh phúc. Xin mời gia đình hãy chụp chung với nhau một tấm hình kỷ niệm đẹp nhất của ngày hôm nay. Dạ vâng, một lần nữa thì xin chúc cho cô dâu và chú rể dâu hiền quanh năm vui lòng mẹ và rể thảo bốn mùa đẹp ý cha. Kính thưa toàn thể quý vị, trong những món quà thiêng liêng, trong những tình cảm mà quý vị và các bạn chúng ta dành cho cô dâu và chú rể trong buổi lễ ngày hôm nay, thì có một món quà vô cùng ý nghĩa đến từ Hội Liên gia của Phố Ngái. Và sau đây xin được trân trọng kính mời một bác đại diện cho Hội Liên gia Phố Ngái đến trao món quà thiêng liêng, tình cảm lớn lao mà Hội Liên gia dành cho đôi bạn trẻ trong ngày vui ngày cưới này. Xin trân trọng kính mời. Vâng, và xin toàn thể hôn trường đây dành một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chúc mừng ạ. Chú rể và cô dâu cùng đón nhận ạ. Vâng, và xin mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chúc mừng. Đó là món quà của các bác Hội Liên gia Phố Ngái. Và tiếp theo xin chào kính mời Hội Đồng Liên Phố Ngái mừng hạnh phúc của cô dâu chú rể. Và xin mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chúc mừng. Vâng, một lần nữa xin được thay mặt cho cô dâu chú rể cảm ơn tất cả những tấm lòng, những tình cảm thiêng liêng mà quý vị và các bạn đã dành cho cô dâu và chú rể trong buổi lễ thành hôn buổi trưa ngày hôm nay.
Vâng, kính thưa toàn thể quý vị. Không còn chần chờ gì nữa, bây giờ là giây phút mà quý vị và các bạn chúng ta hãy thăng hoa bằng những tiết mục văn hóa văn nghệ để chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Và cũng là lúc cô dâu và chú rể đi tiếp cận những bàn trà, mời nước, mời chầu và đón nhận những lời chúc phúc từ quan viên hai họ cũng như quý vị tân khách gần xa có mặt trong hội trường gửi tới toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính mời. Vâng, quý vị chị và các bạn kính mến, và tiếp nối chương trình văn nghệ, sau đây Ngân Hà sẽ gửi tới toàn thể quý vị một ca khúc được mang tên Tơ Duyên để chúc phúc ngày vui phúc cho cô dâu chú rể trong ngày hôm nay. Và sau bài hát này thì cô dâu chú rể sẽ đứng dậy đi mời nước. Vẫn liên tục để cho chương trình văn nghệ thêm ấm áp và kéo dài. Xin trân trọng kính mời những phần đăng ký của toàn thể quý vị và các bạn chúng ta ở dưới hội trường gửi cho anh em chúng tôi để chúng tôi tiện làm chương trình, để cho đêm văn, cho buổi văn nghệ chúc phúc cho hai bạn trẻ được long trọng và đầy ý nghĩa. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin quý vị cho một tay ạ.
Và sau đây xin trân trọng kính mời cô dâu chú rể sẽ đi mời nước, mời thuốc. Toàn thể các cô công, các bạn đây xin trân trọng kính mời. Dạ vâng, và ca khúc tiếp theo xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thưởng thức để chúc phúc cho cô dâu chú rể. Đó là ca khúc Lối Nhỏ Vào Đời. Xin được trân trọng kính mời chị Thu Huế. Chị Huế thương ạ, xin mời chị lên sân khấu.
với giọng hát vô cùng ngọt ngào của mình để chúc phúc cho cô dâu chú rể cũng như gửi tới toàn thể quý vị trong môi trường buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Sẽ chỉ yêu mình anh, cuộc sống trong anh được ơi. Được bên em, anh đang say trong hạnh phúc. Vâng, để tiếp theo chương trình Văn Nghệ Thu Huế xin gửi tới quý vị bài hát Người đến từ Triều Châu. Tình cả thế giới chẳng có ai ngoài bằng xin được trân trọng cảm ơn chị Thu Huế rất nhiều với ca khúc vô cùng ý nghĩa để dành cho hai bạn trẻ trong buổi trường ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị. Khi cô dâu và chú rể vừa đến với nhau, họ sẽ đã thầm hứa với nhau rằng em về nhà anh làm dâu Thảo vợ hiền, còn anh sang nhà em làm dâu Thảo. Và niềm mong ước đó của đứa bạn trẻ đã trở thành hiện thực. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị,
trong không khí vui tươi của buổi lễ thành hôn trong buổi trưa ngày hôm nay, đôi bạn trẻ của chúng ta đã được đón nhận rất nhiều tình cảm và sự chúc phúc của toàn thể quý vị. Nhưng như quý vị đã biết, cuộc chia vui nào rồi cũng có lúc chia tay. Chúng ta khép lại niềm vui ngày hôm nay để mở ra những niềm vui kế tiếp. Vâng, tới đây, ban tổ chức chúng tôi xin long trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ Minh Chiến và Hiền Lương đã thành công rực rỡ. Đề nghị toàn thể quý vị và các bạn chúng ta hãy chúc phúc cho cô dâu và chú rể, cũng như chúc phúc cho niềm vui của chúng ta bằng một tràng pháo tay thật lớn. Và xin chào, hẹn gặp lại. Chim rung cánh trên trời.